trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An được thành lập vào ngày 23 tháng 12 năm 2016, đóng trên địa bàn thị trấn Bồng Sơn, huyện Hòa Nhơn, với diện tích hơn 21.500 m2. Năm học 2017-2018 là năm học đầu tiên trường bắt đầu tuyển sinh và đi vào hoạt động. Kết quả có 167 học sinh trúng tuyển, chủ yếu là học sinh các huyện Hòa Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Ân, An Lão và được chia thành 8 lớp, gồm 7 lớp chuyên và 1 lớp không chuyên. Hiện tại nhà trường đã hoàn thành công tác biên chế lớp, phân công chuyên môn, chủ nhiệm, công tác tổ chức của các lớp, xây dựng nội dung chương trình dạy học các môn chuyên và tổ chức giảng dạy bồi dưỡng chuyên sâu cho học sinh kể từ ngày 10 tháng 7. Về hệ thống cơ sở vật chất, trường có hai dãy phòng học 2 tầng, 16 phòng và đang trong giai đoạn hoàn thiện một dãy phòng học bộ môn, nhà tập luyện thể thao đa năng và các công trình khác. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã đầu tư trên 2 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị cho trường. Dự kiến bàn giao trong quý 3 năm 2017. Đồng thời nhà trường sử dụng 5 phòng học bố trí cho 50 học sinh ở xa chưa có chỗ ở để học sinh có điều kiện nội trú. Về công tác tổ chức cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, hiện trường có 26 người, trong đó cán bộ quản lý 2 người và giáo viên 18 người. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cũng đã đề xuất kiến nghị với đoàn công tác của tỉnh một số vấn đề như đầu tư xây dựng mới 8 phòng học, 8 phòng bộ môn, khu nội trú cho học sinh, giáo viên và căng tin. Mua sắm trang thiết bị dạy học đảm bảo tính đồng bộ và hiện đại. Mở rộng thêm diện tích của trường để xây dựng khu sân chơi, bãi tập cho học sinh và các công trình khác. Điều chỉnh tuyến xe buýt quy nhân tam quan đi qua trước cổng trường hoặc có trạm dừng gần trường để phục vụ cho học sinh có nhu cầu có cơ chế ưu đãi cho giáo viên ở xa nhằm ổn định chỗ ở và yên tâm công tác. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thành lưu ý nhà trường cần tập trung xây dựng quy chế hoạt động, hoàn thiện các tổ chức hội đoàn thể, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện tốt cho học sinh và giáo viên ở nội trú. Về việc xây dựng cơ sở vật chất, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chỉ đạo cho các sở ngành phối hợp với trường thực hiện. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Kim Toàn nhấn mạnh, dù chỉ mới được thành lập trong thời gian rất ngắn và đang từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất để đi vào hoạt động theo chủ trương của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Nhưng với sự cố gắng của các cấp, ngành, các địa phương và tập thể trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An đã mang lại những kết quả ban đầu đáng ghi nhận trong công tác tuyển sinh và giảng dạy của trường trong năm học đầu tiên. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu cầu các sở, ngành, huyện Hòa Nhân và trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An cố gắng hoàn thiện sớm các điều kiện cho công tác dạy học. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 8, bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, đến ngày 5 tháng 9, tổ chức khai giảng năm học mới. Về công tác giảng dạy, đồng chí Lê Kim Toàn cho rằng, để khẳng định thương hiệu của một trường chuyên phía Bắc của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng nhà trường cần xây dựng phương án bổ sung thêm biên chế giáo viên có trình độ cao, chất lượng, để không chỉ đáp ứng quy mô dạy học của nhà trường, mà góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường cho những năm học tiếp theo. Ngoài ra, vì trường mới thành lập và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên mang tính đặc thù nên đội ngũ làm công tác quản lý vẫn còn thiếu kinh nghiệm do đó sở giáo dục và đào tạo cần tạo điều kiện cho thầy cô của trường có cơ hội giao lưu học hỏi với các trường chuyên khác để thực hiện tốt công tác quản lý nâng cao chất lượng giảng dạy và tuyển sinh đặc biệt nhà trường cần phải duy trì nền nếp dạy và học để mạnh phong trào thi đua trong học tập sôi nổi ngay từ những ngày đầu tiên bên cạnh công tác dạy học Trường cần tổ chức chăm lo tốt điều kiện ăn ở sinh hoạt cho học sinh và giáo viên ở xa, nhằm đảm bảo cho công tác dạy và học, nhất là chú ý bố trí các giám thị quản lý khu nội trú học sinh và xây dựng nhà ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Về các đề xuất kiến nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường, đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cũng đã trả lời cụ thể và ghi nhận một số vấn đề để báo cáo với Thường trực tỉnh ủy, có chủ trương thực hiện trong thời gian sớm nhất.